An Hảo. Ở đây là một cái nét đặc trưng của khu du lịch này là có được xây dựng rất là nhiều ở trong cái khu du lịch An Hảo này. Chắc chắn là mình sẽ cố gắng để không che để mình lấy cái cảnh quan đẹp. Điện mặt trời An Hảo. Để đi đến đây thì chúng ta phải đi xe điện thông qua. Giờ thấy là những cái đồng. Rất đẹp không cả nhà? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước trên mặt hồ nha cả nhà. Để đây là mặt hồ tiên cảnh mà trong khu du lịch. Nó nghe mùi hay gì mà sao nó biết mà nó lại nè? Tại nó thấy bột thức ăn. Theo em là nó thấy đúng không? Chứ không phải là nó nghe mùi đúng không? Dạ. Trời gì mà mắt. Mình vô tưởng là mình có đồ ăn đó. Vậy đó hả? Dạ. Ồ hay quá. Nguyên một cái binh đoàn cù luôn cả nhà ơi. Đó, đổ thức ăn xuống rồi cả nhà thấy nè. Bầy cù nó sẽ dí như vậy nè. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2022. Hiện tại bây giờ là mình đang ở huyện Chi Tôn nè cả nhà, tỉnh An Giang. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái khu du lịch cũng mới được khai trương trong khoảng 1 năm trở lại đây thôi. Đó là khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo. Ở đây là một cái nét đặc trưng của khu du lịch này là có rất là nhiều những cái tấm năng lượng mặt trời đó cả nhà. Thuộc dạng là xây rất là nhiều luôn đó. Thì mình thấy là ở cái khu du lịch này đó là cái nét đặc trưng đầu tiên. Ngoài ra thì mình cũng thấy là có những cái đồi cù hay là những cái điểm du lịch khác nữa mà mình cũng chưa hề từng biết đến và giới thiệu với cả nhà. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo này để chúng ta tìm hiểu bên trong sẽ có những cái vui chơi gì ha cả nhà ha, những cái đặc điểm lạ gì. Thì đối với khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo á, thì cách thị trấn Chi Tôn khoảng 5 km cả nhà ha. Ở đây nằm ở ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện huyện Tịnh Biên nha, chứ không phải là huyện Chi Tôn nha cả nhà. Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào trong khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo để xem bên trong đây sẽ có những gì mới lạ và hấp dẫn để mình chia sẻ với cả nhà trong cái buổi sáng ngày hôm nay cả nhà ha. Là mùng 10 Tết. Mình nói Tết cho nó có không khí thôi chứ thật ra thì từ bữa mùng 6 là người dân đi làm trở lại là bắt đầu cái không khí nó đã giảm trở lại rồi. Thì đối diện với khu du lịch là sẽ có một cái chỗ bán cơm, cơm bò, cơm phần, cơm sườn, cháo lòng, cháo gỏi vịt. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng vào khu du lịch này thôi cả nhà ha. Dạ rồi, mình mời cả nhà cùng đi vào trong khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo chung với mình nha. Đây là cổng vào, thì một bên lề phải thì chúng ta sẽ chạy vào, bên lề trái là bên đi ra. Cả nhà có thấy thì đây là một cái cảnh quan mà không khí xuân. Đó, chỗ cái cổng thì được tạo ra những hai bụi tre ở hai bên. Thời điểm hiện tại bây giờ là khoảng chắc cũng khoảng là hơn 8 giờ cả nhà. Thì khi chúng ta chạy vào thì những nhân viên ở đây sẽ hướng dẫn cho chúng ta là đậu xe ở đâu. Đó, khu vực này là bãi xe rất là rộng, những cái bãi xe hai bánh cũng như là bãi xe ô tô. Chúng ta đi thẳng vào trong một tí nữa thì chúng ta đã thấy gì không ạ? Cả nhà thấy gì không ạ? Đó là những chiếc xe điện đó cả nhà. Thì là mình dự là trong khu du lịch này chắc chắn nó sẽ rất là rộng đây. Thì mới có những xe điện để đưa những cái du khách tham quan bằng
cái phương tiện di chuyển mà nó thoải mái hơn. Rồi, cả nhà thấy thì đây là cái khu vực nhà bán vé nè. Chúng ta hãy cùng ghé nhà bán vé nha, để chúng ta mua xem cái vé bao nhiêu. Thì đối với cái giá vé giữ xe máy là hình như là 5.000, giữ xe ô tô là hình như là 30.000 nè cả nhà. Rồi, chúng ta đã tới khu bán vé tham quan. Rồi, chào em. Vậy là người lớn của chúng ta là 100.000, trẻ em là 30.000. Đó là giá vé tham quan của chúng ta cả nhà ha. Rồi, bán cho anh một vé em. Còn xe điện thì vé như thế nào em? Dạ, xe điện là không có bóng phí gì hết. Xe điện là mình đi tham quan hả? À, còn nếu mà mình muốn đi bộ thì sao? Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là bắt buộc là mua này là... Đi xe điện giùm em à. À. Anh tên gì vậy anh? À, Khương Nhật Minh em. Anh Minh. Ủa mà nếu mà thí dụ như anh muốn tới một cái điểm nào đó thì mình... Dạ, mình... tại xe điện sẽ đưa mình đi tham quan à. Đi ngang cánh đồng biên cho mình tham quan à. Rồi có khúc khuyên nào cho mình dừng lại không? Dạ có, sẽ chở mình lại trung tâm tham quan mình, là có đồi cồn Hồ Tiên Cảnh Thủy Đại Sơn cho mình tham quan check in đó. À. Xe điện sẽ rước mình về à. À, ok, ok, anh hiểu rồi. Em cảm ơn anh, anh rước mình về. À. Nhưng mà làm sao là khi nào mà xe điện biết là khi nào nhu cầu mình về? À, không, ở trên đó có xe điện, mình cứ ra lại cái chỗ mà người ta đã chở mình đó. À, có nghĩa là mình đi mệt rồi mình sẽ quay lại chỗ đó đúng không? Ok, cảm ơn em. Rồi, chúng ta sẽ được một chai nước suối ở đây. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta cũng hiểu sơ sơ rồi phải không cả nhà? À, cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi, cả nhà ơi, thì chúng ta sẽ lên bắt đầu tiến hành đi lên xe điện để chúng ta sẽ vào khu du lịch điện mặt trời An Hảo. Nói chung thì bây giờ mình cũng hiểu được sơ sơ rồi cả nhà. Ở đây chúng ta có rất là nhiều những chiếc xe điện nè ha. Rồi, đây là anh tài xế dễ thương của chúng ta đây. Đó, sẽ đưa đón chúng ta. Chào anh. Anh tên gì anh hả? Em tên Phương. Anh Phương. Dạ. À, anh Phương, trong cái dịp sương vừa rồi mấy ngày trước thì cái lượng khách như thế nào anh Phương? À, lượng khách rất là đông anh. Đông lắm đúng không anh? Dạ, dạ. À, anh có biết được cái khu du lịch điện mặt trời An Hảo này xây dựng trên diện tích là bao nhiêu ha không anh? À, diện tích khu này là bao nhiêu công? 275 hecta. 275 hecta. Wow, một cái số lượng mà khủng khiếp luôn. Anh Phương chạy đừng quá nhanh nha anh Phương. Dạ. Để cho em quay chia sẻ với anh chị em xem. Vậy là 275 hecta, mà hình như em thấy những cái tấm pin mặt trời ở đây là được xây dựng rất là nhiều để lấy năng lượng anh. Dạ, dạ. Nhưng mà năng lượng này là để sử dụng cho ai anh hả? Cho khu du lịch của mình hay là mình có bán lại hay là gì không anh? À, cái này là bán lại cho nhà nước thôi. À, dạ, coi như là mình cũng thâu, mình đầu tư ra ha. Dạ. Vì những cái tấm pin năng lượng này rồi sau đó là mình cũng lấy năng lượng điện đó bán lại cho điện cho nhà nước hen. Dạ, dạ. Thực sự là cái những cái tấm pin năng lượng này quá trời nhiều luôn. Cái nhà xem nè, đây là những cái tấm pin năng lượng mặt trời nè, được xây dựng rất là nhiều ở trong cái khu du lịch An Hảo này. Khu du lịch thời gian mình cũng mới mở cửa thời gian gần đây thôi đúng không anh? Dạ, dạ, đúng rồi. À. Bình thường thì anh có biết là cái thời gian hoạt động khu du lịch mình từ mấy giờ tới mấy giờ không anh? Từ 7 giờ đến 6 giờ rưỡi tới 7 giờ, khi nào hết khách thì mình nghỉ. À, 7 giờ sáng tới 6 rưỡi đúng không anh? Dạ. Nếu mà chắc buổi tối trong đây thì cũng đâu có chụp gì được đúng không anh hả? Dạ, buổi tối trong đây cũng có cái đèn sáng. Dạ. Cái nét đặc trưng cả nhà thấy không, những cái tấm pin năng lượng thu năng lượng mặt trời là được đặt dọc hai bên như vậy. Quả vậy thành ra cái đoạn đường nó xa quá, phải di chuyển bằng xe điện vào anh hả? Dạ, dạ, đoạn đường này là
2 cây số. Wow. Từ ở ngoài mà đi vào là 2 cây số đó cả nhà. Thật sự thì hôm nay giới thiệu được với cả nhà về một cái khu du lịch mà có một cái nét đặc trưng là cũng rất là mới lạ và đặc biệt, hoàn toàn là chưa có từng giống một cái khu du lịch nào mình đã từng giới thiệu với cả nhà luôn. Có cảm giác nó rất là hứng khởi. Ở đây là mình có bao nhiêu chiếc xe điện tổng cộng anh Phương ạ? Trong dịp Tết đây cũng có 20 chiếc anh. 20 chiếc? Dạ. Là chỉ là xe đưa vô thôi hay là tính luôn xe đưa ra? Là tính đưa vô thôi. À, là đưa vô thôi đã 20 chiếc rồi. Dạ. Mấy chiếc xe điện này nếu em không nhầm hình như là nó cũng khoảng mấy trăm triệu một chiếc em. Cái giá em chưa biết. À. Này cũng... Mà theo anh Phương thì một chiếc xe điện mà khi anh sạc tại đầy bình như vậy thì anh chạy được bao nhiêu vòng? Cái này là tùy theo xe anh ạ. Tùy theo xe. Dạ, xe mới thì chạy được lâu lắm, khoảng 5-6 giờ mới hết pin. À, là nguyên ngày đấy hả? Dạ. Dạ. Ok, cái tháp trắng trắng đó là tháp gì anh Phương? Cái đó là tháp mình quan sát. Tháp quan sát? Dạ, quan sát. À. Lên đó mình quan sát xung quanh dạ. Cảnh ở đây. À. Nhưng mà vào trong cái khu đó là mình có lên tháp đó không? Cái khu mình tham quan lên. À vẫn lên cho lên. Cho khách lên tham quan xem. Dạ. Cả nhà thấy là những cái tấm pin mình chờ là như vậy. Rất là nhiều giờ lắm đó. Để mình mở góc gặp cho cả nhà xem. Anh Thương vô làm lâu chưa anh Thương? Em mới vô làm trước Tết anh ấy. Vậy là cũng khoảng thời gian ngắn gần đây. Dạ. Từ bữa giờ anh vô anh có thấy là ai có quay YouTube về cái khu du lịch của mình chưa? Thấy cũng ra vô quay cũng nhiều anh. Cũng nhiều đúng không? Dạ, dạ. Dạ, nhưng mà người ta quay là người ta quay từ đoạn bên trong hay là người ta quay đoạn đường từ khúc giống như em? Nhiều khi nó quay từ đầu cổng vô. À. Đây những cây kiển được tạo hình con chú voi. Bên đây là tiểu cảnh. Bây giờ là cái trạm của mình dừng, nó sẽ nằm ở bên đây. À, cái quay sân xin cái này. Dạ, mình tới chỗ mà. À. Rồi ngồi chút xíu ra thì đi đường nào anh? Cũng lại chỗ này luôn hay gì? Lại đây chờ xong có xe anh cứ lên xe. À ok, dạ. Em hiểu rồi. Cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan bên trong khu du lịch nhà máy điện mặt trời An Hảo cả nhà ha. Thì đây là cái đoạn đường vô của chúng ta. Khi mà chúng ta bước xuống xe buýt á, thì khu vực này sẽ có những gì? Đầu tiên là khu trung tâm và đón khách tham quan bàn tay Phật. Đó, cả nhà thấy những cái cảnh xuân được tạo ra ở đây rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì cũng chia sẻ luôn với cả nhà về những cái nhân viên ở làm trong cái khu du lịch này, đa số là người Khmer. Thành ra là họ sẽ nói được 2 tiếng luôn cả nhà. Họ giao tiếp với nhau thì bằng tiếng Khmer, nhưng họ giao tiếp với chúng ta thì sẽ bằng tiếng Việt. Đó. Đó cả nhà, thì đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là những cái cây dù ở đây. Cả nhà có thể là lựa chọn một cái cây dù để che mát ha. Nhân viên mình thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng để không che, để mình lấy cái cảnh quan đẹp nhất để chia sẻ với cả nhà. Ghế ngồi nghỉ. Khi mà chúng ta tham quan xong á thì chúng ta sẽ ra ghế này để chúng ta ngồi đợi, khi nào có xe chạy vô thì chúng ta sẽ đón xe ké để chúng ta đi ra nha cả nhà. Sự là khá là bất ngờ luôn cả nhà, không nghĩ là một cái khu mà nhà máy điện lại tạo ra một cái điểm khu du lịch ở dưới chân núi được như vậy nè cả nhà.
xíu xắc. Đầu mớm nhìn như đó thôi là mình đã thấy mê rồi. Ngay phương đây đấy nó. Cái nhà đợi mình tí nha, máy nó có vấn đề tí. Dạ rồi cái nhà ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào bên trong nha cái nhà, để tham quan chi tiết rõ hơn. Thì cái nhà thấy là đây là một trong những khu du lịch rất là lạ luôn, nằm ở dưới chân núi nè cái nhà. Đó, cái nhà thấy không, cái quang cảnh thật sự rất là đẹp và lạ độc đáo luôn. Bởi đó lý do tại sao mà mình quyết định là trong ngày hôm nay là ngày 10 Tết là mình quyết định chia sẻ với cái nhà. Thì cái số lượng người mà du khách đi tham quan trong ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ không bằng những cái ngày xuân rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình mới có dịp để mình chia sẻ với cái nhà, để cái nhà cảm nhận chung với mình về một cái điểm du lịch mới. Ở đây có bốn bạn trẻ này cái nhà, đang quay TikTok này. Cái nhà thấy là những cái tổng quan ở đây. Đó. Mình thấy là được tạo chụp chung với mây trời rất là nhiều và rất là hài hòa. Thực sự thì đối với một cái khu du lịch mà chụp chung với núi thì lần đầu tiên mình mới bắt gặp luôn. Xuất sắc. Mình mới đứng có một góc thôi là mình đã thấy là rất là hợp lý rồi đó cả nhà. Đây mình ra đây mình chia sẻ với nhà về tổng quan một cái ha. Sau đó là chúng ta hãy cùng đi tham quan chi tiết hơn. Mình xin nhắc lại cái nhà, đây là khu du lịch ha, Điện Mặt Trời An Hảo. Để đi đến đây thì chúng ta phải đi xe điện thông qua. Nhà thấy là những cánh, những cái đồng đầu núi đó. Đẹp thiệt đẹp luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi một vòng ở khu vực này trước nha. Cái nhà thấy là đây là những cây hướng dương nhưng mà nó hơi mình đi hơi trễ ngày nè, nó hơi tàn tí. Đó, khi chúng ta đi đến đây thì cái nhà cũng thấy là cái một cái không khí của mùa xuân đúng không ạ? Dịp Tết. Bây giờ mình quay là mình chia sẻ với cái nhà trước như vậy nè, để cái nhà cảm nhận về những cái điểm khu du lịch mà mình giới thiệu với cái nhà. Để vào dịp cuối năm thì cái nhà hãy trở về Việt Nam nha. Chắc chắn là năm nay là cái sau 3 năm rồi thì vấn đề du lịch sẽ được mở cửa trở lại để đón các anh chị em, cô chú bác ở xa quê. Đó, các bạn trẻ đây nha. Chụp lại những cái tấm ảnh kỷ niệm trong những cái buổi đi chơi, nhất là trong cái thời gian mà vừa qua xuân, cũng thời gian ngắn thôi. Đây là chúng ta thấy là hai bên lề là trồng những cây hoa giấy á. Kèm theo đó là những cây hoa màu đỏ đỏ mà có bông màu tím tím như vậy nè cả nhà. Giờ chúng ta đứng ở đây để chúng ta xem một góc tổng quan tiếp tục nha. Rất là xuất sắc luôn. Có điều cái nhà mình lưu ý cái nhà là cái nhà ở đây thì có dù rồi. Nếu mà cái nhà đội nón được thì nó càng tốt hơn. Đó. Đây là bốn bạn trẻ tham quan trong buổi sáng ngày hôm nay chung với mình. Rồi chúng ta đi đến đây thì chúng ta sẽ thấy ở bên một cái bảng chỉ đường chuyển qua đây là chúng ta sẽ đi tới đội cù cả nha. Hình như mình đi như vậy thì nó hơi ngược nắng rồi cả nha. Ở đây là một cái tháp tham quan đây. Dưới này là chắc là những chỗ bán nước giải khát nè, hay là những cái đồ ăn vặt ăn uống gì đó để cho cả nhà có thể là đỡ đói đó cả nhà. Rất đẹp không cả nhà?
Rồi chúng ta đi lên đây thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những cái gì đây? Thì đầu tiên là mình thấy là có đá bào, mật, trái cây, xiên que. À quên, chia sẻ với nhà về tổng quan ha. Ở cái khu vực mà ngồi nghỉ ngơi cũng như là ăn uống này. Chúng ta cũng có một cái dàn lo khác ở đây. Chúng ta cũng có bánh tráng nướng luôn nha cả nhà. Cơm sườn, mì xào. Rồi nước giải khát thì những cái loại nước uống đóng chai hay nước mía đồ có rất là đầy đủ. Rồi chúng ta di chuyển lên trên. Vậy là đây là tham quan Thủy Đài Sơn. Thủy Đài Sơn có độ cao là 22m nha cả nhà. Di chuyển trật tự theo hàng và hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm chạy nhảy nè, chen lớn nè, xô đẩy nè. Khuyến khích là khách lớn tuổi có tiền sử các bệnh về tim mạch và sợ độ cao tham quan tại sĩ tôi tại Thủy Đài Sơn. Những người lớn mà có bệnh tim mạch thì cẩn thận tí cả nhà ha. Trẻ dưới 1m2 thì phải có người lớn đi kèm. Rồi chúng ta lên thôi cả nhà. Giờ mình cũng biết tên chỗ này là Thủy Đài Sơn rồi. Đây đứng từ đây thì chúng ta có thể thấy được về những cái tấm năng lượng mặt trời nè cả nhà. Cả nhà thấy gần như là dày đặc luôn, không còn một cái lỗ trống nào luôn đúng không ạ? Sử dụng cái năng lượng của mặt trời để dùng cái nguồn điện cho cái khu du lịch cũng như là cho những người dân xung quanh dùng hoặc là bán lại. Phải nói là ý tưởng rất là khéo, xuất sắc đúng không ạ? Rồi chúng ta lên tới khu vực trên đây. Trên đây thì coi như là một cái tầm cao khác để mình chia sẻ với cả nhà nha. Mình sẽ chia sẻ với nhà về những cái góc cạnh mà mình thấy được sau mỗi cái tầng. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Rồi đây chúng ta lên được một tầng nữa rồi nè cả nhà. Cái tầng này thì chúng ta quan sát chi tiết và rõ ràng hơn về cái khu du lịch. Đó. Điện mặt trời An Hảo của chúng ta. Hồi nãy là chúng ta đứng ở cái khu vực này nè cả nhà. Đó. Rồi sau đó chúng ta đi một vòng, chúng ta đi qua đây. Xuất sắc luôn. Cả nhà thấy những cái chỗ đen đen là những cái tấm năng lượng mặt trời đó. Khu vực bên đây là khu vực đồi cù nè cả nhà. Mình tập trung với những chú cù á. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển nha cả nhà. Ở đây thì cầu thang được thiết kế theo cái hình sắn ốc để cho chúng ta đi nó đỡ mệt hơn á cả nhà. Nói vậy thôi chứ đi cũng mệt bình thường cả nhà ơi. Wow. Khủng khiếp thiệt. Cái nhà xem nè. Một cái khu vực phải nói là kinh hồn luôn. Toàn là những tấm pin năng lượng mặt trời nha cả nhà.
Và thấy là ở đây chúng ta có những cái tấm pin mà tạo ra những cái hình bông hoa ở đây để tạo một cái mái che cho khách để có thể ngồi ở dưới đó cả nhà. Cái quạt nó kêu cả nhà ơi. Thực sự là đúng là trong đời của mình chưa từng thấy một cái khu du lịch nào mà nó đẹp mà nó lạ như vậy luôn cả nhà. Nhìn nó rất là thiên nhiên luôn đúng không ạ? Đó cả nhà thấy là những cái mái che năng lượng mặt trời á. Ở trên là mái che nhờ thu hút năng lượng. Ở dưới là du khách ngồi nghỉ ngơi. Ở đó là đồi cù. Bên đây là đài phun nước nè. Xuất sắc thiệt. Chúng ta xem lại một vòng bên đây nha các nhà. Chúng ta cũng có một cái đường lên nhưng mà đây là nguy hiểm, cấm trèo đường lên chỗ cái cối xe gió ở trên nha. Gió quá nó kêu, nó kêu mà một cái tiếng kêu cũng khá là ghê rợn đó. Mình vừa cho cái nhà xem cái toàn cảnh 360 ở trên cái tháp này để mình chúng ta nhìn xuống á. Rồi, cả nhà đợi mình tí nha, mình chụp vài tấm ảnh cho nữa nha. Quá đẹp, quá xuất sắc. Dạ rồi, cả nhà ơi, thì mình đã xuống núi rồi. Nói đùa cả nhà thôi, chứ mình đã xuống tháp rồi. Tại vì cái tháp trên đó nó khá là gió, với tiếng ồn nó nghe nó hơi nguy hiểm. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan lại một lần nữa nha cả nhà. Về khu du lịch. Năng lượng mặt trời An Hảo. Mình quyết định mình sẽ đi ngược lại hướng này một lần nữa. Tại do hồi nãy mình quay cái hướng kia ngược nắng nó không được đẹp lắm đó. Nhà thấy thời điểm này mình bắt đầu đã có nhiều hơn những cái du khách tham quan rồi nè. Chúng ta di chuyển tiếp tục thôi. Đây ngã tư cây mấy lần anh? Hai lần. Hai lần hen. Yeah. Mình sẽ xuống dưới đây. Hồ này nó thật sự thì nó cũng rất là rộng nha cả nhà. Mình nghĩ thì chắc nó cũng khá là sâu á. Đó, cả nhà thấy những cái du khách nào mà tham quan chụp ảnh gì đó thì mình cũng quay chia sẻ với cái nhà luôn để cái nhà cảm nhận chung với mình. Chúng ta sẽ có một cái đồi hoa bông giấy ở bên đó. Khúc này là khúc nãy chúng ta đi vào nè cả nhà.
Rồi ở đây chúng ta có thấy có một anh photo chụp ảnh đây nha. À, cái hồ này gọi là cái hồ thiên cảnh nha cả nhà. Đây. Rồi chúng ta đi tiếp nha cả nhà. Đi trên đây thì chúng ta có thể nhìn được xuống dưới bờ hồ. Đây cũng là một trong những cái điểm để chúng ta chụp ảnh nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có mệt hay gì đó, muốn tìm một cái nơi nghỉ mát thì cả nhà đi đây. Đi trên đó ha. Rồi ở khu vực này thì mình cũng tiếp tục chia sẻ đi cái nhà về cái tổng quan toàn cảnh nè. Khá là đầu tư không à. Cái hồ này là sâu là 2 mét nha cả nhà. Đây mình thấy có một cái biển cảnh báo á. Quá trời đẹp rồi. Dạ. Đó, người mẫu bước vô là phải có người dìu dắt vô nó thấy không? Dạ, showbiz đó. Rất là đẹp không cả nhà. Rồi cả nhà đợi mình tí nha, mình chụp vài tấm ảnh nha. Giờ rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước trên mặt hồ nha cả nhà. Để mình thử cảm giác như thế nào đây. Để cho cả nhà cảm nhận nó rõ ràng chính xác nhất nè. Đây là mặt hồ tiên cảnh mà trong khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo có đề. Mình chỉ đọc theo thôi nha. Dạ. Ở đây thì cái lòng hồ sâu 2 mét nha cả nhà. À cả nhà thấy là ở đây nó có một cái bảy sắc cầu vồng nè cả nhà. Nó hiện tượng hình như là phản chiếu ánh sáng gì đó. Rồi chúng ta hãy cùng đi nha. À, những cái trụ bê tông này nói chung thì nó cũng rất là chắc. Đó là những cái cảm nhận đầu tiên của mình. À, ở dưới thì có những chú cá chép vàng nha cả nhà. À, nhưng mà cái nhà phải cẩn thận nha. Nếu mà hồ mà nước mà nó có văng lên trên đây mà cái nhà đi nhanh quá nó sẽ trượt nè. Rồi chúng ta qua hồ tiên cảnh rồi. Ở đây thì hồ tiên cảnh, ở giữa hồ là những cây hoa giấy nè. Mình sẽ mời cả nhà đi một vòng nha. Đó đây là nãy cái đường chúng ta đi vào nè. À giờ là hồ nè, hồ thiên cảnh chứ không phải là tiên nha cả nhà. Dưới thì có những chú cá vàng. Mình đứng đây nhưng mà mình cảm giác là những cái tia nước nó vẫn phun tới cả nhà ha.
cả nhà mà ai mà thích đam mê chụp ảnh chung với mây trời thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua luôn. Rồi chúng ta đi ngược trở lại qua bên kia nha cả nhà. Đúng là mỗi cái góc thì sẽ có những cái vẻ đẹp riêng khác nhau. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp cả nhà ha. Nhưng mà cả nhà đợi mình cái con những cái giọt nước nó bắn vào vô. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Rồi chúng ta tới một trong những cái điểm mà đặc biệt ở trong khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo đây. Đây là khu vực đồi cù của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng vào trong đó để tham quan, chụp ảnh và chơi với cù. Mình đứng đây để mình chia sẻ với cả nhà về cái quang cảnh chỗ ở của những chú cù nha. Ở đây thì chúng ta có những cái rơm. Rơm cho những chú cù. Ở đây thì những cái cây mình tạo bóng mát cho những chú cù nữa cả nhà. Thật ra những chú cù cũng rất là thông minh, lựa những cái chỗ mà mát nằm không rồi cả nhà. Còn bên kia là nguyên một cái khu vườn hoa tím. Rồi chúng ta cùng đi để xem. Tham quan vô đồi cù là bao nhiêu tiền ạ? Ông vô miễn phí ạ. Miễn phí? Dạ, nếu mà anh cần mua thức ăn cái cù thì dù nó có nghĩa là vô thì miễn phí. Dạ. Còn mà mình muốn mua thức ăn cho cù hay cho cá là 10.000 một bịch đúng không? Dạ, đúng. Ok, bán cho anh một bịch đi. Một bịch 10.000. Dạ. Thức ăn cá khác thức ăn cù không em? Cái này cá này anh. Ai cá là viên tròn. Viên tròn nó không có. Còn cái này là cho cù đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, bán anh bịch chút xíu anh ra anh trả tiền. Anh vô cái. Nó thay thức ăn cái nó đứng lên nó bù gì đó. Ủa? Hình nó đẹp. Ủa gì hay hả? Dạ. Ủa là nó nghe mùi hay như thế nào em? Nó nghe mùi hay gì mà sao nó biết mà nó lại nè? Tại nó thấy bột thức ăn. Theo em là nó thấy đúng không? Chứ không phải là nó nghe mùi đúng không? Dạ. Trời gì mà mắt. Mình vô tưởng là mình có đồ ăn đó. Vậy đó hả? Dạ. Ồ hay quá. Cả nhà đợi mình tí mình phải chụp vài tấm ảnh cái đã. Sau đó là chúng ta hay cùng cho cụ ăn nghe cả nhà ha. Đây bịch thức ăn của cụ đây. Có con nào nhảy lên không? Phóng lên. Phóng lên. Mà cù này là mặc định là nó đâu có cắn mình thôi em hả? Dạ, nó hiền khô. Mà cù này thường là mình có tắm nó không em? Tắm mỗi ngày. Là tắm buổi chiều đúng không? Tắm cái mình thay phiên nhau tắm hoặc buổi chiều buổi sáng vậy đó. Ở đây là mình có bao nhiêu chú cù tổng cộng em? Hiện tại nè. 300 mấy chục con mà. Ủa sao dữ vậy? Cái này dạng lửa ra. Mình lửa ra. Con nào sạch lên đây tắm sẽ còn mấy 200 mấy chục con nữa, thả dưới bin như kia. Ủa mà cái lỗ tai nó là gắn cái gì em? Gắn là cái số vậy đó, số 1, số 2, số 3. Mình đánh số ở trên đó hả? Dạ. Để quản lý đó, đúng không? Dạ. Hay quá. Rồi cả nhà còn chắc. Cái cù này là máu châu Phi này anh, còn cù này là cù Việt Nam mình. Ôi, cái vậy này là có hai loại. Cù của mình là có hai loại, cù châu Phi là cái lông nó quắn quắn đúng không? Dạ, lông quắn cả giò nó đen đen hết trơn. Giò nó đen. Còn cù Việt Nam của mình là nó trắng hả? Dạ đúng rồi. Trắng. Vậy là ở đây là mình nuôi như vậy là nó có đẻ không em? Có. Nó vẫn đẻ đúng không? Dạ, một năm tháng là đẻ một lần. Năm tháng đẻ một lần.
một lần tối đa được bao nhiêu con đi? Nhiều cái một tối đa con, nha, nhiều cái sinh đôi à, cũng có nhiều cái ba con cũng có, mà nhiều cái đẻ ba con mất hết một con hoặc hai con rồi nó ủa? Yếu quá vậy à, à, con đẻ ra một con thì nó mạnh à, hay quá. À, như vậy con cù này bây giờ nếu mà du khách không cho nó ăn thì một ngày em sẽ cho nó ăn bao nhiêu lần? Tại em cũng có cắt cỏ cho nó ăn mới à, hoặc là khách người ta vô mua thức ăn á à, nhìn là cho nó ăn rồi về chuồng cắt thêm ăn nữa à, coi như lâu quá mà không cho nó ăn cái nó bỏ đi hết trơn rồi nè. Trời ơi, gà nó cũng thông minh quá. Rồi. Ăn qua nó bù á. Rồi chúng ta vô thôi cả nhà ơi. Cứt cù hơi bị nhiều. Đây chúng ta qua khu vực này. Đây mấy đứa đi theo anh. Quá trời rồi, quá trời rồi. Quá trời rồi cả nhà ơi. Nó đi theo quá theo rồi. Nguyên một cái binh đoàn cù luôn cả nhà ơi. Còn cái khu bên đây là cái khu hoa màu tím này nha. Me, be. Rồi từ từ nghe. Binh đoàn cù, một binh đoàn cù đang đợi mình nè cả nhà. Để một bịch thức ăn như vậy. Rồi, đợi chút. Tài ơi, nó phóng lên rồi. Yo. Đừng phóng. Đừng phóng mấy chú cù ơi. Rồi nhờ, rồi vô ăn đi. Vô ăn đi. Dơ hết người rồi cả nhà. Kìa ở ngoài kia kìa, đứng lại đây nữa. Hết rồi. Trời ơi, ăn gì mà nhanh dữ vậy. Khủng khiếp thiệt cả nhà. Thôi chúng ta dắt bầy cù đi dạo thôi. Thiệt chứ. Nó giỏng một cái dơ hết đồ mình. Rồi bye bye mấy chú cù nghe. Quá rồi. Nay chia sẻ với cái nhà về mấy chú cù. Dậm một cái dơ hay rồi. Cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì cả nhà xem nè, quang cảnh bây giờ là người dân như tham quan ở trong khu du lịch điện máy điện mặt trời An Hảo này. Rất là nhiều luôn cả nhà, thấy một cái khung cảnh rất là vui luôn. Đã mình vô mình bị dí rồi, bây giờ là tới những cái du khách bị cù dí là do nó thấy nó đánh hơi rồi cái mùi thức ăn đó cả nhà. Đó. Dạ vô. Đó. Ngồi xuống mà đẹp, ngồi xuống chụp chung với nó cho anh thấy nó bự. Thấy nó bự thôi. Đúng rồi. Chị không có bự rồi đó.
Xu đi vô đó kìa, chụp cái gì mai đó. Xong hả? Đi đây nè con, xu. Đi đây nè xu. Sợ đi lại cái gì mai kìa. Rớt các mẹ đâu câu luôn rồi. Đó, đổ thức ăn xuống hay cả nhà thấy nè. Bầy cù nó sẽ dí như vậy nè. À, cả nhà xem nha. Rất là vui không cả nhà. Trời ơi kìa kìa kìa, kìa nó ăn tới bọc độ rồi kìa. Chứ bưởi nó còn ăn không được. Ghê chưa cả nhà thấy chưa? Nó thấy bọc đồ là nó lại rồi. Nó không cần biết cái gì trong hết trơn. Nó đi rồi kìa, nó đi rồi kìa. Nhanh lên. Tác nghiệp chơi hay là tác nghiệp em chỉ quay review khu du lịch thôi, chứ không có chụp người. Dạ. Nghề của em là nghề quay YouTube. Dạ đúng rồi. Ở đâu lận anh, ở đâu lận? Em ở Vĩnh Long anh. Vĩnh Long anh. Dạ. Mấy ngày anh cảm nhận như thế nào về cái lượng khách sau những ngày Tết? Anh đến đây lâu chưa? Tôi làm thải hình đây mà. À, à. Thì là coi như là từ lúc khai trương tới giờ là anh ở đây. Dạ đúng rồi. À, vậy là cũng hơn gần một năm rồi phải không ạ? Dạ đúng rồi. Anh cảm nhận như thế nào về cái lượng khách mà tham quan trong cái những ngày xuân vừa qua? Nói chung là xuân vừa qua thì ok, lượng dạ. khách đông. Rất là đông. Rất đông. Mà đối với nghề nghiệp của anh thì như thế nào? À, tôi cứ thoải mái à. Thì giao tiếp với khách dạ. Rất vui vẻ dạ. Mà cũng hòa nhã với khách rồi dạ. Mà khách cũng đồng ý chụp hình dạ. Mình chụp mình chọn mình lấy file dạ. À, thí dụ như khách nào mà ta đồng ý mình chụp cho ta nhiều tấm dạ. Ta chọn 1, 2 tấm, 3, 4 tấm gì đó mình vẫn ok dạ. Quan trọng là người ta thích cái đẹp. Dạ đúng à. À, chỉ cần người ta chịu là mình mới lấy tiền. Ra người à. Ta chịu là mình lấy cái tiền một file như vậy gửi qua Zalo là 10 ngàn dạ. Là một file đẹp là ta ok. Dạ. À, coi như là đa số là anh chụp là anh sẽ gửi file cho những du khách dạ, sau đó du rồi. Khách nếu muốn rửa hình thì về nhà rửa đúng không? Đúng rồi. Dạ, tại vì ở đây thì nó cũng khá là xa trung tâm dạ. À, nó cũng thiếu thốn về mấy cái trang thiết bị rửa hình đâu đúng không ạ? Dạ, ví dụ như khách ta muốn cần in liền dạ. Thì mình cũng có hình in liền cho người ta. Ồ, vẫn có in liền không anh? Vẫn có in liền. À, in liền của anh là bây giờ hiện tại là giá là bao nhiêu? À, giá hình nhỏ là 30 ngàn. Có 30 ngàn hả? 30 ngàn. Ồ, dạ. Dạ, cũng giá quá phải chăng rồi? Dạ. Dạ. Chụp từ tấm hình kỷ niệm ở đây mà có 30 ngàn thôi. Rồi, thì năm mới thì chúc anh ngày càng đắt hàng hơn nữa ha. Rồi. Trong những cái ngày cuối tuần sắp tới. Đó, rồi cũng chúc anh luôn dồi dào sức khỏe. Chỉ cái niềm đam mê công việc của mình. Rồi, cảm ơn anh ngày dạ. càng làm YouTube, ngày càng phát triển, ngày dạ. càng view càng cao. Dạ, đúng rồi, nhiều. Cảm ơn anh. Quảng cáo càng nhiều, mình dạ. càng đắt hàng. Dạ đúng, rồi. Cái kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Dạ, à. Rồi, cảm ơn anh Khương Nhật Minh. Dạ, rồi dạ. hẹn anh có thể là từ đây tới trưa hoặc chiều là có thể là có cái phần clip. Dạ, có gì mời anh lên xem ha. Dạ. Rồi, thôi chào anh nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều.
Trời ơi, bây giờ nó bu mình nữa nè cả nhà. Thôi mình sợ quá rồi. Thôi thôi thôi. Cho chú qua, cho chú qua. Rồi cả nhà ơi, gắn đón kênh của Khu Nhật Minh nghe cả nhà. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúc anh sức khỏe. Dạ. Rồi chúng ta tháo thôi. Quá rồi, nó bu quá bu rồi cả nhà. Dạ rồi, sau khi mà chúng ta thoát khỏi phải nói dùng từ là thoát khỏi đội cù nha cả nhà. Thì những cù phải nói nó đeo bám quá là đeo rồi. Làm quá xá rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan cái điểm mà có thể nói là cuối cùng trong ngày hôm nay ở khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo. Cái nhà thấy ở đây là nguyên một cái chỗ là đầy hoa cúc nè cả nhà, tím nè. Nói chung thì đây là một trong những cái điểm mà mình rất là hứng thú cả nha. Nó mang một cái dáng dấp là không có, nói chung là rất là lạ đó cả nha. Nó đẹp mà đẹp lạ đó. Đó là một trong những cái ưu điểm của khu du lịch này. Rồi thì mình đi tới khu vực này thì mình đã trở về cái chỗ cái tháp xem này cả nha. Thì chắc có lẽ là mình xin kết thúc video tại đây thôi. Tại vì năm nay thì mức độ đầu tư như vậy thì cũng mình cũng thấy là quá là hoành tráng rồi, quá lớn rồi. Lần nữa thì mình xin cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã theo dõi video của Khương Nhật Minh. Nếu mà cả nhà có về Việt Nam á, trong những cái ngày sắp tới á, hoặc là các khán giả ở Việt Nam mà cái dịp cuối tuần á, nếu mà có đi du lịch được á, thì theo mình nghĩ đây là một trong những cái điểm du lịch rất là hay ở tại Tri Tôn ở An Giang nha cả nhà. Đây là cách thành phố Tri Tôn chỉ có khoảng 5 km thôi. Đồi cù, tháp ngắm nè, cái dàn năng lượng mặt trời, kèm theo đó là cái hồ thiên cảnh nè, cũng là một cái điểm đẹp và đặc trưng, nói chung xuất sắc. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã theo dõi video. À, với cái giá vé là 100.000 nha cả nhà. À, cho em thì 30.000. Đó, thì chúng ta sẽ được mời vào bằng xe điện, chở vào tham quan bằng xe điện cả nhà ha. Lần nữa cảm ơn anh chị em, cô chú bác. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Khương Nhật Minh xin cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ khi xem video này ạ. Dạ rồi, sau khi mà mình đi ra thì cái nhà thấy cái thời điểm này là bắt đầu là những người dân đi vào tham quan đông hơn lắm rồi cả nhà. Nãy chạy vô mấy chiếc luôn rồi. Thì phải nói là đây là một trong những cái điểm khu du lịch mà quá ấn tượng với mình trong ngày hôm nay mà mình cũng giới thiệu được với cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ạ.